Chúng ta đừng sống chỉ biết hướng mà quên hồi. Nghĩa là đừng có chỉ nhìn người khác mà quên nhìn lại mình. Bởi vì cái chủ đích của Đạo Phật là xoay lại chính mình mới là điều quan trọng nhất. Vì khi nếu chúng ta chưa thấy được mình mà chúng ta thấy được người khác, cái đó không phải chúng ta hay, mà là chúng ta dở. Chỉ thấy người mà không thấy mình. Vì vậy cho nên một thiền sư Việt Nam đã dạy chúng ta rằng cái phương pháp tu tập là gì? Là phải phản quang tự kỷ. Phản quang tức là lấy ánh sáng soi lại mình, tự chính mình là tự kỷ. Thậm chí Khổng Minh Gia Cát Lượng còn nói á, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết người mà không biết mình á, thì mình thua. Tại vì mình không biết gì về mình, không biết được thực lực của mình, không biết được khả năng của mình thì nguy hiểm. Cầm cái phone lên, mời hết sớm đi tới ăn cơm mà quên nhà hết gạo. Có nhiều khi ai mình cũng mời, mời xong rồi không nhớ lo chuẩn bị gì hết. Phải không? Thành thử ra phải xoay lại mình. Ở trong Phật giáo á, khi chúng ta tu tập, chúng ta làm một điều gì cho ai, cho Phật, cho Bồ Tát, những ngày kỷ niệm của quý ngài, hay thậm chí chúng ta niệm danh hiệu quý ngài, không phải chỉ để cầu các ngài phò hộ cho mình, mà là một sự nhắc nhở mình học theo cái hạnh của các ngài. Và mà mình phải nhớ là phát huy cái khả năng đó ở nơi mình. Ví dụ như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là gì? Nghĩa là người có khả năng, gọi là năng nhân. Mâu Ni nghĩa là tịch mặc. Tịch mặc nghĩa là vắng lặng. Vậy thì mình niệm danh hiệu của ngài là con xin hướng về Đức Phật có khả năng sống với sự tĩnh lặng. Vậy thì chúng ta cũng nhắc nhở mình cũng có khả năng sống vắng lặng. Nhưng mà thường mình ít có chịu sống với cái vắng lặng vì mình sợ ma. Lên xe chưa kịp đề máy xe, chưa kịp làm gì là mở cái radio trước cái đã. Vừa về tới nhà là bật cái tivi lên cái đã. Chúng ta rất sợ sự tĩnh lặng, vì chúng ta muốn lúc nào cũng có tiếng người, tiếng ồn. Cho nên không có yên lắng thì chúng ta không có trong vắng, trong sáng để chúng ta thấy chúng ta làm được gì cả. Muốn nấu ăn mà không có định thần thì không biết mình nấu gì. Muốn làm việc gì phải có định thần, phải sâu lắng. Cho nên người Việt Nam gọi là muốn nghe thì phải lắng. Cho nên ráp vô lắng nghe. Thì khi mà chúng ta có lắng, có nghe, có lắng thì mới có nghe rõ. Thế là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà là ánh sáng vô lượng. Thì khi mà chúng ta niệm danh hiệu Phật Di Đà thì cũng có nghĩa là tự nhắc nhở mình phải phát huy được cái ánh sáng trí tuệ vô lượng của chúng ta. Đó là cái cách tu tập của Phật giáo. Cho nên thí dụ trường hợp này đó, mai mốt ai làm việc gì chúng ta vội vàng, chúng ta phê phán, thì chúng ta nhớ lại Phật giáo dạy làm việc gì nó đều có cái đạo lý của nó. Thay vì chúng ta chỉ trích thì chúng ta nên đi tìm hiểu ý nghĩa tại sao việc đó phải làm. Thì hiểu được như vậy á, thì cuộc sống mình luôn luôn nó có sự, có lý. Sự là sự việc, lý là đạo lý, sự lý. Mà xử lý mà trọn vẹn gọi là viên dung. Thí dụ mình sống, mình làm tròn bổn phận của mình. Mình làm tròn bổn phận của mình và người kia cũng tiếp nhận cái bổn phận đó của mình một cách trọn vẹn, và người kia cũng cố gắng sống trọn vẹn cái đạo của người đó lại với chính mình. Cho nên gọi là đạo viên. Bất cứ chúng ta ngồi đây, ai cũng có đạo của chính mình hết. Nhưng mà căn bản nhất là đạo làm người,
đạo làm chồng, đạo làm cha, đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm chị, đạo làm anh. Như vậy thì chúng ta quá nhiều đạo. Đó là bổn phận. Đạo của trường hợp này là bổn phận. Đạo đây là bổn phận. Rồi nếu nói đến một cái đạo nữa là gì? Là chân lý. Muốn tròn cái bổn phận của mình cũng phải học chân lý, học lẽ thật. Hồi nãy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, trong khi đại chúng ngồi tỉnh, mình hãy trống vắng một chút là mình tìm việc để làm. Sáng chủ nhật được nghỉ mà cũng đâu có bao giờ được nghỉ đâu. Người ta kêu nghỉ ngơi, mà đa phần ngơi nhiều hơn nghỉ. Ngơi là sao? Mệt quá ngồi ngơi một chút. Buổi trưa ngồi nhắm mắt một chút là ngơi chứ không nghỉ. Bị gì? Nằm xuống mà ngủ á, ta kêu ngủ nghỉ, mà muốn ngủ mà không nghỉ. Không nghĩ cái sự suy nghĩ. Mà suy nghĩ nhiều chừng nào thì khó ngủ chừng nấy. Cho nên kêu ngủ, nghỉ. Nghỉ đi, đừng làm nữa. Mà mình mới nghĩ cái body, cái thân mình thôi, mà mình không nghĩ cái này. Cho nên thân tâm nó phải nhất như, nó phải làm việc chung. Mà Phật với mình phải work together. Mình làm lễ Phật đản mà bản thân mình không có Phật đản. Mỗi buổi sáng ngủ dậy vẫn phiền não, vẫn làm tùm lum chuyện hết, mà không thấy được rằng ngày hôm nay là một ngày mới của mình. Mình nguyện làm mới và mình nguyện cho một Đức Phật ra đời. Như vậy làm lễ Phật đản một năm một lần không đủ. Phải làm lễ Phật đản mỗi sáng. Nghĩa là chúng ta làm cho một Đức Phật tỉnh thức giác ngộ có mặt với chúng ta mỗi ngày. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, là người có khả năng sống bình an. Phật là người có khả năng sống bình an, sống tỉnh thức. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng sống bình an tỉnh thức, tại mình không muốn thôi. Mà mình không muốn thì làm sao có được. Cho nên mình muốn Phật ra đời thì mình sẽ có Đức Phật ra đời. Cho nên trong ngày lễ Phật đản, không có tạo tượng gì mà phải tạo tượng Đức Phật sơ sinh. Chữ sơ là mới bắt đầu, giống như sơ khởi. Hiến trà cúng linh lần đầu tiên là sơ tuần. Cúng thất, bảy thất, thất đầu tiên là sơ thất. Lần rót trà đầu tiên gọi là sơ tuần. Người đó mới vô tu kêu là sơ cơ. Tâm mình mới bắt đầu khởi tu kêu sơ tâm. Còn mà tu lâu ngày mà không tiến bộ gì kêu tu sơ sơ. Tu hoài không thấy tiến gì thôi. Tại sao vậy? Tu sơ sơ. Đậu hũ mà kho không thấm ra sao không thấm. Đậu hũ ăn thì muốn thấm mà tu không thấm gì hết trơn trời. Tu không có thấm tương, thấm chao gì hết. Pháp thoại nào cũng nghe, khóa tu nào cũng giữ, kinh nào cũng tụng, mà bỏ ra thì y nguyên. Thành thử kho hoài nó không thấm. Cho nên lễ Phật đản không phải một năm một lần, mà chỉ đây chỉ là sự nhắc nhở once a year. Nhưng mà mình phải làm once a day. Như vậy mình mới là Phật tử. Mình phải làm sao cho Đức Phật của chúng ta có mặt với mình mỗi ngày. Sáng ngủ dậy chưa gì hết cái nổi wow rồi. Nói bữa nay Phật đi đâu rồi? Phật niết bàn. Chưa sanh mà đã chết rồi sao? Cho nên khi mỗi buổi sáng ngủ dậy, mở mắt ra, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn. Lấy câu này, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Lỡ không thuộc, viết câu này ra, dán ngay cửa nhà trước khi ra đi làm. Thay vì dán ngay cửa nhà, nhớ tắt bếp lửa. Có nhiều nhà ghi câu đó nha. Có không? Sợ quên tắt lò cháy nhà, mà quên tắt lửa lòng, lát vô cháy tiệm.
cái lửa lò mà quên tắt, bất quá cháy cái nhà thôi là đã khổ sở rồi. Lửa này, lửa sân mà không tắt, nó đốt cả hạnh phúc, nó đốt cả sự nghiệp, nó đốt cả bao nhiêu tình thương của vợ chồng, của con cái. Cái câu mình ghi nhớ tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Mà lửa sân không tắt, lửa hận chưa tắt, thì làm sao cuộc sống nó bình an? Cho nên niệm Nam Mô Cứu Khổ Quan Âm mà quên Quan Âm là gì? Là trở lại, nhìn trở lại. Đừng phải nhìn trở lại những cái tiếng mà khổ đau của thế gian. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta cứ hành xử bằng cái thế gian pháp. Cho nên cuối cùng hỏi Phật ơi, bây giờ con khổ quá, con đi đâu? Phật nói một lên trển, hai xuống dưới. Cho nên đưa hai tay. Này em nói rồi nha. Em giả bộ em nói. Nhưng mà cái ngón tay của Phật chỉ. Tại vì tất cả chúng ta muốn điểm ai, chúng ta cũng lấy ngón này chúng ta điểm hết. Nhưng mà chúng ta quên điểm lại mình. Cho nên cái ngón này không phải để chỉ người kia, mà ngón này phải đủ khả năng chỉ lại mình. Mà thấy chỉ lại được mình thì mình là Phật. Trên trời dưới đất không có gì quý bằng khi chúng ta nhận ra được chính con người thật của mình. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mình phải biết mình là ai chứ. Bác, con mời bác ngồi đây. Nhìn ghế, ghế này bác đau lưng lắm con, bác không ngồi được đâu. Nghĩa là mình biết được cái lưng mình nó không chịu cái ghế này, là mình biết mình rồi. Mà con mời bác ăn món này, món này bác ăn vô bác chết rồi con. Nghĩa là cái gì mình cũng biết. Mình kiên cử cho cái thân của mình, mà đời sống hàng ngày chúng ta quên kiên cử những cái mà nó làm hại tâm mình. Mà nhất hạn là gì? Là tham, là sân, là si. Nó tôi giờ hết tham rồi, không dám đâu. Lỡ hụt con khách rồi, trời ơi sân lên. Em dùng chữ con khách là tại quý vị dùng mà. Em chỉ nói ngôn ngữ của quý vị thôi à. Tại vì sao? Tại vì Phật về đây học tiếng nói của con người. Quý vị nhớ câu đó không? Phật về đây học tiếng nói của con người, nghĩa là Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Ngài dư khả năng để dùng những từ ngữ vượt thoát thế gian. Nhưng mà tại chúng sanh mình gọi ngôn ngữ gì thì Ngài gọi ngôn ngữ đó. Cho nên cái ngón tay mà Ngài chỉ lên để biểu tượng, đây là mình tự mình. Phật không nói gì hết á, Phật chỉ ra dấu thôi. Nhưng mà rồi mình tự mình nhìn cái đó rồi mình học được cái gì để nó làm tăng trưởng cho bản thân mình, là Phật pháp hết. Vì Phật pháp bất ly thế gian, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Ở chỗ giải thoát mà sanh ràng buộc, nghĩa là có thân hết trơn mà tại sao phải giận? Em đang nói chuyện lái taxi. Rồi quý vị suy diễn ra quý vị cười à. Nghĩa là trong phi trường một hàng taxi, xe nào tới thì lại tới trước. Xe đầu tiên có một người nhảy vô cũng phải giọt. Trời ơi tức quá, phải tôi lùi lại cái tôi đi 5 người. Nhưng mà trong cuộc sống, chúng ta lấy cái ngón tay này để chúng ta hiểu đạo.
Cho nên nhiều lúc mình tức cái mình mà quên chỉ mình. Ê, cái đụng chuyện tức mình, mà tức mình mà sao không sửa mình. Mình tức mình mà phải sửa mình thì mình mới gọi là người biết. Tức cũng tốt, nhưng mà tức để sửa còn hơn tức để tối kêu tức tối. Tức nhưng mà vẫn sống tối tăm, tức mà vẫn sống mê lầm là kêu tức tối. Có ai kêu tức sáng đâu, còn là tức tối không à. Người nào tức là người đó tối. Tức lên rồi thì nói những lời khó nghe, hành xử những hành động khó nghe. Bình thường thì rất là Phật tử, phải không? Nhưng mà đụng chuyện rồi thì Phật xử đẹp. Cho nên Đức Phật sẽ rất vui khi mỗi Phật tử đến đây, mỗi người con Phật khắp năm châu mỗi năm tổ chức ngày sinh nhật của Ngài. Nhưng mà mình lấy cái ngày này là ngày vui, cho nên chúng ta gọi là khánh đản. Chữ đản là có mặt, ra đời. Mà sự ra đời này mang lại an vui, hạnh phúc cho nhiều người thì gọi là khánh đản. Bất cứ một cái sanh nào mà làm hạnh phúc cho nhiều người thì gọi là đản. Như vậy thì chúng ta làm Phật đản không phải chỉ làm cho một Đức Phật cả 2000 năm trước, mà là chúng ta biểu tượng Ngài để tự nói với mình: con cũng có một Đức Phật trong lòng, và con nguyện mỗi ngày con làm cho con có được một cái ngày Phật đản. Mình nói câu nào, mình hành xử cái gì mà nhiều người hạnh phúc với lời nói của mình là mình có kết quả tốt. Cho nên thiện ác là gì? Thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Lời nói nào, hành động nào mà tăng ích cho người gọi là thiện, tổn giảm khổ đau cho người gọi là ác. Cho nên Đức Phật chỉ một tay trên trời, chỉ một tay xuống đất. Trên trời dưới đất này không có cái gì nguy hiểm nếu chúng ta chưa nhận ra được bản thân của chúng ta. Thí dụ mình nói mình tu, nhưng có khi nào mình nhìn lại cái cách tu của mình không? Cái cách tu của mình, người xung quanh có hạnh phúc, có thoải mái với cách tu mình không? Mình đi vô chùa, mình làm công quả, mình bỏ công ra, thì công sức của mình gọi là công, là công sức. Nhưng mình phải hạ thủ công phu, trao dồi cái tâm, cái tánh, cái cách sống của mình, thì mình mới trọn vẹn được cái quả gọi là công quả. Nếu không á, là mình công lưng, công xương để mà bổ cái công sức, nhưng mà rồi công phu tu tập không có, thì cuối cùng chúng ta chỉ nhọc sức và đem ôm một quả bom, và ai gặp mình cũng né hết. Tại vì hỏi tại sao vậy? Tại vì cô đó cổ có cái quả, quả này là quả lựu. Cho nên hai chữ công quả sâu sắc lắm à. Không phải vô chùa quét lá nấu ăn kêu công quả đâu. Cái đó là chỉ mới có công sức thôi. Nhưng nếu chúng ta, cái đó được, nhưng mà mới 50%. Ráng thêm chút nữa nha. Là làm sao chúng ta thổi vào cái công sức đó, cái tâm niệm tu tập của mình, để cho chúng ta chọn một cái quả lành, quả ngọt, để chúng ta hưởng mà người khác cũng được hưởng. Tại vì người ta ăn cơm của mình nấu, mà bằng cả một cái công sức và cả cái tâm thiện lành của mình, thì cái món ăn đó nó ngon lắm, gọi là ngon lành. Còn ăn mà nó ngon quá trời, ăn cái này đi ngon dữ lắm à. Ngon dữ thì không ai thích, ngon lành mới được. Quý vị thấy trong cuộc sống mình vẫn khen mà nó có hai loại khen: trời cái này ngon dữ à, hay là cái này ăn ngon lành. Có những món,
Có nhiều lúc quý vị vô chùa ăn cơm với rau luộc chấm chao mà ăn ngon lành, phải không? Ăn ngon lành. Còn ăn mà phải trợn mắt nữa, trời ngon dữ. Cho nên tiếng Việt hay lắm, tiếng Việt sâu sắc lắm. Mà không phải sâu sắc xấu đâu nha. Ngon chai lạc ngon ngon lành, ăn chưa lành kêu ngon dữ. Người nào tức thì tối chứ không bao giờ tức sáng. Nhưng mà đa số mình tức mình. Ủa, người ta làm, người ta chọc mình mà mình tức mình, mà tức mình thì mà không sửa mình. Cho nên Đức Phật nói trên trời dưới đất này không có gì quý bằng khi chúng ta nhận ra được bản ngã của chúng ta, là con người của chúng ta. Mà nhận ra được con người mình thì mọi người xung quanh đỡ khổ lắm. Thí dụ hôm nào mình biết tánh mình nóng thì mình nói với người thân: khi tôi nóng á, tôi đi lên lầu nha, tôi lên lầu để tôi nguội xuống, thì các vị trong nhà, anh, em, vợ, chồng, anh nhớ em nóng là em lên phòng. Anh đừng có nghĩ em khinh thường anh rồi anh la lên nữa nghe. Em nóng em không muốn làm cho cái không khí gia đình nó không vui, cho nên em lên phòng em đóng cửa, lát em nguội xuống rồi em sẽ đi xuống nói chuyện. Tại vì em biết mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so. Quý vị biết bài đó không? Mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to. Bon 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 tự mình thôi nghe. Đừng có thấy đang giận cái ông lên giác ba cái chuông thỉnh, cái này nó dục chuông á. Bon bon trong lòng thôi. Đấy, bà xã tôi đang giận để tôi lên chùa tôi thỉnh ba tiếng chuông. Mà người nữ là còn đỡ nè, gặp người nam mà đang giận mình làm những cái gì mà họ khó chịu họ quăng luôn. Cho nên nhiều khi Phật ngồi trên bàn mà nhảy xuống đất. Cái đó giận nó đó, nói vậy mà nghe được à? Phật trên bàn mà còn phải nhảy xuống, tại mình bưng Phật mình dục xuống cho Phật nào nhảy. Tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dâng hơn. Lừa lừa từ đâu sao cứ dâng dâng từng cơn. Lừa lừa từ đâu sao cứ dâng dâng từng cơn. Bon bon tình 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 tan, có tiếng chuông ngân vang đàn xa. Tình 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 tan, có tiếng chuông ngân vang đàn xa. Mình nói với mình: mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn xò. Mà nếu nó không có quốc nữa, làm bài kinh kế nữa: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Bây giờ mình phát hiện ra chân lý, chỉ có một chuyện thôi: tại tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Phải không? Mình có chánh niệm thì sự sinh sự nó không có. Cho nên chốc nữa đây mình sẽ tuần tự lên tấm Phật. Hồi nãy mình nói đảng sanh rồi phải không? Và quý vị nhớ là mỗi ngày mình phải cho một đức Phật của mình ra đời mới đúng là ý nghĩa đản sinh. Điều thứ hai, Phật đâu phải cất trong kho năm đem ra tắm lần, mà tắm Phật là gột rửa cái tâm bụi và bẩm của mình. Phật là biểu tượng cho trí tuệ, nước
là tượng trưng cho định, tại vì nước là lắng trong. Hoa là tượng trưng cho giới, cho nên lấy hoa để trong nước xối lên Đức Phật, lấy nước định, lấy nước giới để xối lên Đức Phật để hiện ra cái tuệ. Cho nên đạo Phật tu là tu giới, tu định, tu tuệ. Mình có trí tuệ, mình có trí tuệ, nhưng trí tuệ này nó bị lu mờ, nó bị bụi bám. Hôm nay mình lấy nước mình dội rửa cái bụi đó đi, để cho cái gương tuệ nó sáng. Và khi nó sáng rồi thì nó biểu hiện trong cuộc sống của mình. Cho nên khóa tu này có chủ đề là tuệ giác biểu hiện. Tất cả đều là biểu hiện của cái nguồn tuệ giác cả. Thật ra hồi thời Đức Phật không có cái vụ này. Sau khi Đức Phật mất rồi, chúng ta bắt đầu làm lễ tắm Phật. Như truyền thống ngày xưa bên Ấn Độ là, bây giờ bên Thái Lan, bên Campuchia đồ ta cũng còn giữ cái lễ đó, lễ tạt nước á. Quý vị biết không? À, nhưng mà bên Ấn Độ là lấy nước xối lên. Rồi chúng ta mượn cái ý đó chúng ta làm. Rồi ngày nay chúng ta làm một cách trang trọng theo cái cách thức của người Á Đông. Chúng ta trang trọng một Đức Phật. Ở bên có nhiều nơi người ta cũng không cần cái tượng Phật sơ sinh, người ta lấy tượng Phật ngồi thiền, người ta để vô người ta tắm cũng được nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta để tượng Phật sơ sinh. Quý vị nhớ tượng Phật này là tượng Phật sơ sinh. Con bác đó, bác đi chùa thì chùa thờ rất là nhiều tượng. Bà mua một túi cam vậy nè, mỗi tượng bà để một tượng, một trái vậy đó. Cái bà ra tới cái thánh tích mà chỗ Lâm Tỳ Ni đó, có tượng này bà hết cam rồi. Bà lại bà rờ đầu Phật: trời ơi bà xin lỗi con nghe, bữa nay bà thiếu con trái cam, bữa khác bà bù. Cho nên một chút nữa quý vị lên tắm Phật, đừng có nói chuyện, đừng có phân tâm. Hãy lên tắm Phật bằng cả cái sự tâm thành của mình. Ví dụ, quý vị lấy một cái gáo thứ nhất xối bên vai trái của Phật, nguyện không làm điều ác. Lấy một cái gáo thứ hai xối bên vai phải của Phật, nguyện làm các việc lành. Bởi vì trái là biểu tượng cho sai, phải là tượng trưng cho đúng. Thì hãy lấy gáo thứ nhất xối lên vai phải, vai trái trước, nguyện không làm điều ác. Xối bên vai phải, nguyện làm các việc lành. Rồi lấy gáo thứ ba xối dưới chân Phật, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhớ ba câu đó được không? Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Mà ba câu này chính là then chốt của đạo Phật. Mỗi ngày quý vị ăn cơm, quý vị cũng làm vậy đó, không kể cơm chay cơm mặn gì hết, ngày nào cũng gấp ba miếng cơm lạc trước khi ăn. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Lỡ mình ăn súp, ăn canh vẫn làm được như vậy. Lỡ mình ăn bánh mì cũng làm được vậy. Kéo miếng bánh mì thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Then chốt của đạo Phật chỉ nằm trong ba câu đó. Nguyện không làm điều ác. Chẳng những chúng ta không làm ác mà chúng ta không khuyến thích người làm ác. Ví dụ, mình không sát sinh cũng không khuyến khích người sát sinh. Bữa nay má ăn chay con, có mấy con cá lóc mới mua về, con vô con làm đi. Má đứng má chỉ cho làm. Con nhớ là lấy tro trộn vô cá trê làm cho nó bớt nhớt. Đây là mình suối à. Con nguyện không làm ác mà không suối người làm ác. Quý vị nhớ không? Tự mình làm gọi là tự tác, dạy người làm là giáo tha tác.
thấy người khác làm mình vui theo là kiến tác tùy hỷ. Tội có ba cách: tự mình làm, xúi người làm, thấy người làm mà vui theo. Có nhiều khi mình không có giết, nó không, tôi ăn chay, tôi tu, đánh nó đi con, đánh nó được. Rồi bây giờ đó là nói sát phải không? Giờ nói trộm cắp nè. Mình không ăn cắp, cũng không khuyến khích người ăn cắp. Nói tôi đâu có khuyến khích gì đâu, tự nó ăn cắp tôi mua thôi. Không có mua đồ ăn cắp. Cộng nghiệp, mình sẽ cộng nghiệp. Đừng có ham một chút rẻ mà khổ lụy đời này và kiếp sau. Tại thường thường nợ là phải trả lời. Nếu ta cho mình mượn nợ, ta không trả lời, ta cho làm chi? Cho nên á, mình cứ lấy mình ra mình làm tiêu chí. Cái gì mình không muốn, không làm cho người khác. Mình mất đồ mình chịu không? Mất đồ xong rồi còn hỏi ai bán lại tôi mua, tại cái đó nó quý lắm. Rồi kiếp nào đó mình toàn mua đồ của người ta, của mình mà thấy phải mua lại. Tại vì bị chôm. Mà bị chôm mấy cái món mình thích không hả? Thì mình phải đi mua lại. Cho nên cái gì mà người ta để hở vậy nè, thấy không? Mình lấy kêu là chôm. Còn người ta để kỹ mình lấy kêu là trộm. Mà người ta cất kỹ mình lén mình nhìn kêu là rình. Để trên bàn là chôm. Người ta cất kỹ mình lấy gọi là trộm. Rồi mà người ta để trong đâu đó mình tự mình lấy gọi là cắp. Ăn trộm, ăn cắp. Rồi mình giật của người ta kêu ăn cướp. Mượn của người ta không trả kêu ăn quỵt. Như vậy thì Pháp Hòa thưa đại chúng là thế nào là không làm ác và thế nào là làm thiện đó. Nguyện không làm điều ác là không làm cái sai đó, nhưng phải thực hiện cái câu thứ hai của nhà Phật là nguyện làm các việc lành. Chẳng những chúng ta không ăn cắp mà chúng ta còn phải bố thí. Hay là chúng ta thí dụ lỡ chúng ta không có khả năng để bố thí, và chúng ta cũng đừng khuyến khích người khác ăn cắp. Chúng ta không nói dối mà xúi người khác nói. Chúng ta không có chửi mà xúi người khác chửi. Thôi thôi còn chửi nó không, nó không nói chứ bác chửi nó nói chết à. Thôi còn chửi nó. Mình đóng vai hiền. Bác hiền lắm con. Bác chửi nó chửi lại à. Thôi còn dữ dằn. Mình đốc người ta dữ, mình xúi người ta làm dữ. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình hỏi tu Phật là tu cái gì, quý vị cứ giữ ba câu đó tu. Tất cả những giới luật của nhà Phật nó không nằm ngoài hai chữ thôi. Hai chữ thôi: chỉ trì và tác trì. Chỉ trì nghĩa là phải giữ cái sự đừng làm. Chữ chỉ là đình lại, trì là giữ. Giữ sự đừng làm nghĩa là đừng làm ác, gọi là chỉ trì. Còn nên làm các điều cần phải làm, tức là việc thiện đó, chúng ta gọi là tác trì. Giới của nhà Phật nó có hai khoa đó thôi: chỉ trì và tác trì. Thí dụ nè, mình không ăn mặn là cái gì trì? Chỉ trì. Mà ngược lại phải ăn, ăn chay là tác trì. Không ăn cắp là chỉ trì. Bố thí là tác trì. Không có chửi rủa người ta mà phải nói lời hiền lành. Không chửi rủa là chỉ trì, nói lời hiền lành là tác trì. Một Phật tử chúng ta không bỏ ác là bước đầu, nhưng chúng ta nên thể hiện cái bước thứ hai là làm lành. Vì vậy cho nên á, lấy ba cái gáo nước mà xối lên tấm Đức Phật á. Tại sao không tắm trên đầu mà tắm trên vai? Chút xíu nữa quý vị nhớ tắm hai bên vai thôi. Cái vai á, là tượng trưng cho sự gánh vác. Quý vị về mở kinh quý vị đọc coi. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát đó muốn thưa hỏi Đức Phật, liền trịch bài vai hữu, đưa cánh vai phải ra. Bởi vì trong truyền thống Ấn Độ là khi chúng ta để hở cánh tay phải
là biểu lộ cho sự gánh vác. Cho nên người Việt Nam mình cũng dùng từ đó. Trời ơi, tôi phải gánh vác hết cả gia đình của tôi. Tôi phải làm việc đó gánh vác. Thì cái vai là biểu tượng cho gánh vác. Cho nên chúng ta gọi là kim thể. Thì mình xói như vậy để mình phải gánh vác cái việc Phật tử cần làm. Đó là bỏ ác làm lành, giúp chúng sanh. Quý vị khỏi cần bố thí ai hết. Chỉ cần đừng có ăn cắp, ăn trộm. Đừng có xúi biểu người ăn cắp, ăn trộm. Đi phóng sanh mà biểu người ta bắt. Ngày mai tôi cần 500 con chim để thả. Anh nhớ kiếm cho tôi 500 con chim. Mình đi phóng sanh mà mình đặt người ta lấy chim làm sao? Thành thử là bây giờ quý vị ở hoàn cảnh nước Mỹ, Canada, mình không có cách phóng sanh. Quý vị ăn chay đi là phóng sanh rồi. Mình ăn chay là phóng sanh rồi. Rồi mình có tiền mình gửi về Việt Nam hay bất cứ nước nghèo nào, mình giúp đỡ cho những người nghèo khó là phóng sanh rồi. Tại vì chữ phóng sanh nghĩa là cho người khác sự sống. Con chim nó đang không có tự do, nó đang có nguy cơ nó chết, mình phóng sanh nó, mình cho nó sự sống. Vậy trên thế gian này đâu phải chim cá nó mới cần sự sống, con người cũng cần sự sống. Và có thể nói là nó thiết thực hơn nữa. Cho nên đạo Phật, chữ đạo trong trường hợp này là chân lý, chứ không phải là con đường nữa. Đạo nó có nhiều cách để giảng. Ở trường hợp nào nó là bổn phận, mà trường hợp nào nó là con đường, mà trường hợp nào nó là chân lý. Chân lý là sự thật của cuộc sống. Mà chúng ta cứ nói mình là đạo Phật mà chưa hề thể hiện được cái chân lý giác ngộ của đạo Phật. Mà chân lý giác ngộ của đạo Phật là chúng ta phải sống giữa con người với con người. Chúng ta phải sống thể hiện một cái điều gì đó trong các cái ngày lễ. Cho nên hôm nay hay là tất cả những ngày lễ nào quý vị đến chùa, đừng mang trong người một cái tâm niệm đến chùa làm lễ ăn cơm rồi về. Mà chúng ta giữ bất cứ lễ nào, chúng ta phải nhận ra được cái thông điệp, cái message của cái ngày lễ đó. Thí dụ như lễ Vu Lan, là thông điệp của lễ Vu Lan là gì? Là tri ân báo ơn. Thông điệp của lễ Vu Lan là tha thứ, là cứu khổ. Tại vì ngày đó mình nói là xá tội vong nhân. Vậy thì trong cuộc đời này ai là người mình đang giận mà mình ôm ấp trong lòng đó, ngày đó mình thả cho người ta ra. Mà mình xả được người đó rồi, cái người đó ra khỏi ngục tù, thì mình có tụng ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Chiều nào cũng tụng hết, mà bước ra thấy nó thấy ghét rồi. Ở sao chị mới đi tới đó chị quay vô vậy? Ta ra ta thấy nó, ta quay vô. Từ lâu ba chốn ngục hình đã giam giữ mình. Cho nên mình tụng kinh cũng được, không sao cả, càng tốt. Nhưng phải ráng làm sao để những lời kinh đó nó trở thành ra pháp tu của mình. Để cho những cái ý nghĩa chúng ta làm như là tấm Phật, như là dân hoa, nó trở thành ra pháp tu mà nó không phải là hình thức. Mà nếu chúng ta làm hình thức mà chúng ta thổi vào đó thêm cái nội dung của tu tập, vậy thì có phải là hình thức nội dung được viên mãn không? Mà hình thức nội dung được viên mãn thì chúng ta gọi là giai cộng thành Phật đạo. Có nhiều khi mình chỉ muốn có vợ thôi mà không chịu trách nhiệm gì hết trơn. Muốn có con mà không lo con đâu có được. Muốn có con là phải có bổn phận với con. Như vậy đó, mình đọc đó, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình muốn nó có mặt, nó có mặt. Mà giờ có mặt xong rồi mình bỏ lơ nó, đâu có được. Cho nên không ai ép mình lấy vợ. Nhưng mà có vợ rồi phải có bổn phận. Như vậy mình mới gọi là đạo Phật chứ. Thì trường hợp này làm đạo là bổn phận nè. Không ai ép mình có chồng. Mà mình có chồng rồi thì mình phải có bổn phận với chồng, để mình làm tròn cái bổn phận của mình. Rồi mình có con, phải có bổn phận với con. Bên tất cả các bổn phận, chúng ta còn có một bổn phận nữa, đó là bổn phận của một Phật tử.
Cho nên quy y. Quy y để làm chi? Để mình nhận cái danh chính thức là Phật tử. Mà danh có thì phận phải có, gọi là danh phận. Mà danh á, là vợ thì phải phận phải là vợ. Danh là cái tên, phận là bổn phận. Cho nên hôm nay nếu mình nhận mình là Phật tử là mình có danh rồi đó. Thì bổn phận của Phật tử là gì? Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Lỡ mà mình hút một người mà mình nhường được cho ai thôi, người ta cần hơn. Ví dụ mình đi xe, mình mới vừa định quẹo thì người khác họ lấn, mình thay vì mình chửi họ, chắc họ gần gấp hơn mình, thôi để cho họ người ta đi trước, mình không có gấp. Mà thiệt sự ra quý vị để ý coi, mình chen cho giữ, cuối cùng tưởng sao hơn được con người à, cũng đứng sau lưng cả chục người mà cũng thích vậy đó, thoải mái với hạnh phúc khổ đau vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cứ làm cái việc mình sống. Cho nên Đức Phật dạy mình, tại sao khi chúng ta ngồi thiền chúng ta không mở mắt ra mà chúng ta nhìn xuống? Cái nhìn xuống là biểu tượng chúng ta phải thấy mình. Khi chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta mới thấy mình. Cho nên Đức Phật Di Đà ở phương Tây. Phương Tây là phương mặt trời lặng. Đức Phật Dược Sư ở phương nào? Phương Đông. Và phương Đông là mặt trời mọc. Như vậy mỗi ngày chúng ta đón ánh mặt trời hai lần. Buổi sáng chúng ta đón bình minh, phải không? Buổi chiều chúng ta đón chiều tà. Bình minh là sự sống. Phật Dược Sư mở mắt ra để chào đón một ngày mới. Và phải làm cho cái ngày đói đó nó phải đủ cái chất của dược, của thuốc, để mình làm một ông thầy thuốc chữa bệnh cho mình và cho người. Buổi chiều lắng xuống. Chữ chiều lắng, chiều tà, chiều lắng là tượng trưng cho tối rồi, chiều rồi, cuối đời rồi. Chúng ta phải nhìn lại mình. Cho nên đừng đợi tới già mới nhìn mình, lúc đó đi không kịp nữa. Mỗi buổi chiều đều nhìn lại mình hết. Cho nên có ai tối ngủ mở mắt không? Ngủ phải nhắm mắt. Nhắm mắt để biểu tượng cho gì? Sâu lắng trở về. Sáng ngủ dậy phải mở mắt, tối thức ngủ phải nhắm mắt. Ngày nào cũng mở cũng nhắm mà không thấy gì trơn trọi. Hỏi mở ra thấy gì không? Tôi thấy người này, thấy người kia mà tôi không thấy mình, phải không? Cho nên chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi. Có một vị quan gặp một vị thiền sư. Thì bữa đó ngài thiền sư đang ngồi lặng lẽ, ông quan tới thăm. Thiền sư hỏi: ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Nghĩa là ông làm quan, ông thấy gì ngoài cái y phục của ông, quan phục của ông? Ông cư sĩ này, một vị quan mà có tu nha, ông trả lời: gió lùa bên cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Thiền sư im lặng, nhận biết đây là một ông cư sĩ có tu. Ý của ông nói gì? Dạ thưa ngài. Ngài hỏi: ông thấy gì ngoài cái chuyện ông thấy quan chức y quan phục của ông? Dạ cái đó chỉ là bề ngoài, nhưng còn có những lúc của con nè. Gió lùa bên cửa vắng, nghĩa là gió nó thổi bên cửa. Gió lùa bên cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, là sự ngồi thiền nó tĩnh lặng đó. Và bây giờ con ngồi con nghe, im nghe trời đất chuyển. Trời đất chuyển là gì? Tượng trưng cho ngày đêm, tượng trưng cho vô thường, tượng trưng cho được mất, tượng trưng cho thắng thua. Trời đất chuyển mà. Im nghe trời đất chuyển. Ôi bữa con vui, bữa con buồn, ngày con thắng, ngày con thua, kẻ này được, kẻ kia mất, vân vân. Rồi cuối cùng tất cả chúng ta, trăm năm chỉ một ngày. Cho nên hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
để một mai tôi về làm cát bụi. Giống nhau hết à. Nhưng người có tu thì khác. Ôi cát bụi tuyệt vời. Vì chúng ta dùng thân cát bụi này để chúng ta có một sự sống hoàn hảo. Có những người cũng thân cát bụi này mà suốt trời không làm được gì hết, không sống được lợi mình lợi người gì cả. Cho nên đừng có phí một ngày mà gây lộn nha. Hôm qua Pháp Hòa có nhắc đi làm kiếm tiền, không phải vô chỗ đó kiếm chuyện. Không có ai mà gây lộn mà chết hết á. Cho nên thưa đại chúng á, im nghe trời đất kiển, trăm năm cũng một ngày. Nhưng mà hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để rồi một mai tôi về làm cát bụi. Đức Phật có phải là một thân hình của cát bụi không? Phải không? Nhưng mà cuộc đời của Đức Phật tới bây giờ có phải là một cát bụi tuyệt vời không? 2600 mấy năm rồi mà loài người vẫn còn tôn kính và đi theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ôi cát bụi tuyệt vời. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta có cái nhìn đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những cái hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thân này là thân sanh tử, nhưng mà không để phí ngày nào, không làm lành lánh dữ. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ không biết lúc mấy tuổi. Cái bài thơ cái ý là mình cứ làm tất cả trọn vẹn những gì mình có khả năng mình làm. Rồi một mai này mình có ra đi, sự luận nghị của người không phải là chuyện của mình. Tại vì người ta nhìn phía nào thì người ta luận phía đó. Quan trọng là mình làm tròn cái bổn phận của mình. Cho nên Đức Phật ra đời cũng có bổn phận của Ngài. Đức bổn phận của Ngài là gì? Khai mở cho chúng sanh, chỉ rõ cho chúng sanh nhận được và chứng được cái bình an, cái hạnh phúc, cái tĩnh lặng đó mà danh từ cao siêu trong Phật giáo gọi là Phật tri kiến. Có cái thấy biết của một sự giác, của người giác ngộ. Còn bây giờ mình nói từ ngôn từ cho nó dễ dàng. Phật bổn phận của Ngài là chỉ cho tất cả chúng sanh nhận thấy biết và tu chứng được cái sự an lạc của tự tâm. Đức Phật ra đời có bổn phận của Ngài. Chúa Giêsu ra đời cũng có bổn phận của Ngài. Thì mình đây ra đời cũng có bổn phận của mình chứ. Chứ đâu ai mà sống vô trách nhiệm vô bổn phận đâu. Mà không có trách nhiệm bổn phận thì người ta trách, ta nói người đó sống vô trách nhiệm, sống không làm tròn bổn phận. Bây giờ mình sanh ra đời, bổn phận đầu tiên là làm một đứa con, phải không? Rồi cái mai mốt lớn lớn lên cái đi vô trường học là bổn phận của người học trò. Rồi bây giờ mình có đứa em cái là bổn phận của người chị, người anh. Rồi lớn lên cái tự đang dạy cái kiếm người nữa để làm bổn phận người yêu. Khi người yêu tôi khóc, mình phải làm gì? Thôi thì hôm nay quý vị trở về đạo tràng này nói riêng, và tinh thần của người Phật tử trong mùa lễ này nói chung là chúng ta đều hướng tâm về ngày đản sinh của Đức Phật. Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thêm với đại chúng để tất cả chúng ta nhận được cái thông điệp ngày đản sinh này, để chúng ta sống trọn vẹn được cái ý nghĩa và trọn vẹn được cái tinh thần một người đệ tử chúng ta đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Chúc đại chúng có một ngày Phật đản, một khóa tu an lạc. Nhiều khi á, người ta chưa biết cái tâm mình sao, nhưng mà ta dựa vô cái tướng người ta đánh giá, người ta nhìn vô cái tướng. Xin thưa đại chúng là mình đi mua tượng mình cũng lựa tượng đẹp, chứ ai mua tượng xấu không mua. Mặc dù mình trái bắp mình cũng lột, mình cạp hết trơn à, nhưng mà trước khi mua lột nhỏ ra coi nó có điều hộ
lột trái bắp ra coi có nó đều hột không, mới mua mặn lát lộ hấp nấu xong cũng ngồi cạp bấy bấy nhầy trái bắp. Cho nên thường Pháp Hòa ăn bắp không có cạp. Một là Pháp Hòa lột từng hàng ăn vậy đó, còn không mình bào ra mình ăn, chứ ít có khi nào hình như không cạp bắp luôn. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng có ấm cúng không? Quá ấm luôn. Thì đại chúng nó có 8 cái phương pháp để mà mình làm biến. Đức Phật dạy á, có nhiều người ta làm biến quá, ta thấy trời nóng quá, rồi ta trời lạnh quá, nóng quá thôi ngồi mệt lắm, cũng là một lý do. Rồi cái lý do thứ hai là trời lạnh quá, lười quá, để bữa nào ấm đi. Hai lý do. Ăn cơm no quá, buồn ngủ quá. Ba lý do. Cho nên á, mình muốn thì có cách, mà không muốn thì có cớ. Mình muốn là mình sẽ có cách. Như chiều nay đúng ra đâu có ngồi đây, nhưng bây giờ ngoài đường nóng quá. Mặc dù đã set up ghế ngoài kia rất nhiều, nhưng mà quá nóng, quý vị đâu ngồi nổi. Thôi thì trong muôn vàng cái phương tiện để mời đại chúng lên đây ngồi. Mặc dù quý vị ngồi xếp bằng khó chịu, nhưng mà quý vị chịu khó ngồi đây một chút để biết được thế nào là ngồi thiền và thế nào là ngồi chịu trận. Nhiều lúc ngồi đây cũng chịu trận lắm chứ bộ. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta hòa mình với tất cả 10 phương Phật tử khắp nơi để đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Trong kinh nói, chư Phật ra đời để mang lại lợi ích, niềm vui cho nhân loại và chư thiên, cho một người và cho số đông. Chúng ta cũng bắt chước cái hạnh nguyện của quý ngài. Nơi nào chúng ta làm việc có mặt thì cũng đều làm lợi ích cho từ một người trở lên. Vì nếu chúng ta giữ cái hạnh nguyện đó thì chính là cái lúc mà chúng ta ứng dụng tu tập. Mùa Phật đản chúng ta thường tổ chức một cái nghi thức nào đó để nói lên cái lòng biết ơn, cũng như là kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đó là cái lòng hiếu thảo của người đệ tử đối với một bậc thầy. Chứ Đức Phật hoàn toàn không có đòi hỏi gì ở chúng ta cả. Cha mẹ cũng thế. Cha mẹ cũng không bao giờ đòi hỏi, và cũng ai chẳng biết di chúc gì để lại. Mai mốt ba mẹ có mất, cúng dỗ ba mẹ nhớ cúng này kia hay không. Mà nhiều khi cha mẹ rất hạnh phúc và nói rằng những sau này ngày dỗ ba mẹ, các con nhớ tập hợp đầy đủ, một ly trà, một chén xôi cũng đủ, miễn là các con có mặt trong tinh thần hòa hợp. Có phải không? Đức Phật cũng thế. Ngài không phải muốn chúng ta quay quần cho đông, làm cái gì cho quy mô, nhưng trong sâu thẳm chúng ta bất hòa, chúng ta không vui với nhau, thì chúng ta chưa thể hiện được cái phẩm Phật, cái thanh thanh tịnh để cúng ngài. Cho nên người Phật tử phải có một cái đức, đó là tịnh đức. Tịnh đức là gì? Là cái đức hạnh, mà cái đức hạnh đó bằng cái sự thanh tịnh của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta cố gắng giữ giới, ăn chay. Ngày lễ này chúng ta phát nguyện ăn chay từ một ngày trở lên. Để làm gì? Để thanh tịnh cái thân. Rồi ngày đó chúng ta lễ Phật, tụng kinh, thanh tịnh thân khẩu. Chúng ta có ngồi thiền là thanh tịnh cái tâm. Cho nên người mà có cái được cái tịnh đức thì cái phong cách nó nhẹ nhàng, đi đứng nó khoan thai. Và chính cái đó là cái phẩm hạnh của người tu, người đệ tử Phật. Cho quý vị thấy trong chùa, nếu đúng nghĩa là các vị xuất gia đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, chúng ta cũng thế. Tập mỗi ngày đi đứng thảnh thơi, nghiêm túc, oai nghiêm. Để làm gì? Để làm cái phẩm
cho cúng dường Phật, cũng như làm cái hạnh đức cho con cái nhìn và nói theo. Nhiều khi mình biểu con mình đi chậm mà mình chạy không à, không? Thành thử nó thấy mình sao nó chịu nói. Tại vì mình thì chạy mà biểu con đi chậm. Ở chùa Pháp Hòa mấy chú tiểu là Pháp Hòa không có cho chạy, mà mấy ông tiểu là cứ vắng mình là chạy chứ không có đi. Lâu lâu Pháp Hòa bước ra cái thấy một ông tuột từ cầu thang tuột xuống, đi phốc phốc lên nhà cầu thang. Mỗi lần Pháp Hòa thấy vậy, đi xuống, con đi xuống rồi con đi bộ lên cho thầy coi. Cho là bắt mấy ảnh đi bộ từ khúc đó lên tới đây. Nhiều khi mà bước xuống cầu thang thấy chạy một phòng giống cái veo, đi vô trong bếp và ngoắt lại, đi vô phòng trở lại rồi đi bộ ra cho thầy coi. Mà cứ như thế mà làm. Tại sao? Tại vì cái đó chúng ta gọi là chỉnh đó. Chỉnh, chỉnh ngay từ lúc mà còn nhỏ. Thì cái người tu cũng vậy, ai mới vào tu thì học tu từ những cái đó. Tại vì sao? Tại vì cái tác phong mà chưa có thì có được cái gì vậy? Pháp Hòa ví dụ như mình làm hồi đó mình đi làm trong bếp thì bếp là phải nhanh tay, tác phong trong bếp là phải nhanh gọn. Nhưng mà mai mốt mình nghỉ việc trong bếp mình đi làm văn phòng, không lẽ mình xào giấy tờ như mình xào rau sao? Phải ngồi xuống sắp xếp. Tức là sao? Ở chỗ nào thì cái tác phong nó phải hợp với chỗ đó, có phải không? Mình cũng thế. Ở chùa thì mình có tác phong trong chùa, về nhà mình làm mẹ, làm chị, làm anh gì đó thì chúng ta có cái tác phong nó phù hợp với hoàn cảnh đó. Nhưng mà thủy chung dù nhanh cũng không có thô tháo. Nhanh mà trong cái nhanh đó nó phù hợp với công việc, chứ nó không có thô tháo. Cho nên Đức Phật á, dù có mặt mọi người hay khi Ngài ở một mình, tác phong Ngài vẫn như vậy. Còn mình thì khác. Có người là bắt đầu tác phong của mình rất là phong, rất là tác. Nhưng mà không có ai là mình ma ha tác. Tức là không có người là mình vụt chạc, mình ẩu tả thế này thế kia. Nhưng khi có người thì chúng ta khác. Vì vậy cho nên á, mà mình sống bằng cái nào nó lâu ngày nó quen thì gọi là tập nghiệp. Cái lâu lâu nó bị lòi ra, người ta thấy được cái thô tháo của mình. Tại mình thói quen rồi, mình sống kiểu như là có người khác mà không có người khác. Thí dụ có người cái ăn cơm chắp tay nghiêm trang, không có ai kéo chân bàn ngồi lua cơm. Thành nó phải tập cho mình thành một thói quen. Cho nên quý vị ở nhà ăn cơm cũng vậy, Pháp Hòa hay khuyến khích đó. Ở nhà ăn cơm không có quan trọng chuyện ăn chán mắng. Bất cứ bữa cơm nào cả nhà ngồi lại chắp tay cảm ơn. Không? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Mình tập con mình một cái đời sống biết ơn. Dù ăn mặn cũng phải có người nấu, chứ đâu phải ăn chay mới được đọc kinh. Bất cứ ăn cái gì đó là cái chuyện ăn uống của mình, nhưng cái tâm thể hiện lòng biết ơn không mất. Cho nên ăn cái gì tập cho con mình biết ơn. Con cảm ơn mẹ nấu cho con bữa cơm. Còn nói chung hết thì cảm ơn tất cả cho con no ấm. Tập cho con mình thành một thói quen, nó đi đâu nó cũng trân trọng lòng biết ơn. Mà hãy cái lòng biết ơn có, nó không lãng phí, nó không dám phí thức ăn. Đó là cái cách sống tịnh đức của mình. Cái đức thanh tịnh của mình, thanh tịnh cái tư tưởng, thanh tịnh cái cách nói, thanh tịnh cái cách sống, mà nhất là cái tác phẩm. Nhiều khi á, người ta chưa biết cái tâm mình sao, nhưng mà ta dựa vô cái tướng người ta đánh giá. Người ta nhìn vô cái tướng. Xin thưa đại chúng là mình đi mua tượng, mình cũng lựa tượng đẹp chứ ai mua tượng xấu không mua. Mặc dù á, mình trái bắp á, mình cũng lột, mình cạp hết trơn à. Nhưng mà trước khi mua lột nhỏ ra coi nó có điều hộp không. Lột trái bắp ra coi có nó điều hộp không mới mua. Mặn lát lộ hấp nấu xong cũng ngồi cạp bấy nhầy trái bắp. Cho nên thường Pháp Hòa ăn bắp không có cạp. Một là Pháp Hòa lột từng hàng ăn vậy đó. Còn không mình bào ra mình ăn chứ ít có khi nào. Hình như Pháp Hòa không cạp bắp luôn. Tại vì nhìn trái bắp nó sừng xuồng. Hình như là không cạp bắp. Hễ ăn bắp là một là bào ra ăn, còn không là ngồi lột vậy đó. Chi vậy?
ăn xong trái bắp nhìn cũng phải cho nó ấn đỡ ấn ấn. Thật ra cái đó không có tội lỗi gì hết, dù quý vị có cạp cũng tội lỗi, nhưng mình tập cho mình, tập cho mình một cái làm sao cái gì mà nó khả dĩ nhất. Cho nên mấy chú ở nhà cũng vậy, thôi vào bày dạy cho mấy chú dùng cái khăn lau miệng mà không bao giờ mà mở cái khăn ra mà lau miệng mà để cho nó dính tùm lum mà để cho người ta thấy đó. Lau xong rồi phải xếp cái khăn lại, để dưới cái chén, cái dĩa gì của mình đó. Nghĩa là lúc nào cũng phải giấu cái dấu mà mình lau dơ đó, không để cho người khác thấy. Được bao nhiêu cũng tốt. Tại vì sao? Đó là cái cách sống tôn trọng, tôn trọng người khác, không để cái thô thiển, và tôn trọng chính mình, không để cái thô thiển. Cái đó gọi là tịnh đức. Cái đó gọi là tịnh đức. Còn thế nào gọi là bi đức? Bi đức nghĩa là cái đức của từ bi. Mình sống như thế nào để mình lân mẫn được mọi người, mọi loài xung quanh. Cho nên cái người mà có bi đức á, thì ngôn từ sẽ hiền hòa, không có nói những cái lời chửi rủa mắng nhiếc, mà cũng không nói những lời dọa dẫm hù làm cho người ta sợ hãi. Tại vì trong ba cái pháp bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Bố thí vô ý là cho người ta cái không sợ hãi. Bố thí tài là người ta cần ăn mặc quần áo, thuốc men, mình cho người ta những cái vật dụng, đó gọi là bố thí tài. Nhưng mình cho người ta một lời khuyên, một lời nhắc nhở, gọi là bố thí pháp. Nhưng bên cạnh đó có một cái bố thí là bố thí vô ý, nghĩa là người ta đang trong cơn khủng hoảng sợ hãi, mình phải làm cho người ta làm sao không có sợ hãi, không có khủng hoảng. Cho nên một người tu thì không có dọa hù ai hết, mình chỉ khuyên thôi. Còn nếu mình muốn nói thì nói đến những cái hậu quả mà nếu chúng ta tác động một cái hành động không hay, thì đây là cái nhân mình làm và cái quả mình sẽ gặp, tới cái tác hại của nó, cái tác hại. Cho nên mình bố thí vô úy là có những người, người ta không đủ khả năng, người ta sống trong cái sợ hãi đó, thì mình tìm cách mình an ủi, mình làm cho họ không có sợ hãi. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó, còn được gọi là Bồ Tát thí vô úy. Tại vì hễ mình sợ bệnh quá mình niệm Quan Âm, sợ ma niệm Quan Âm, sợ gì cũng niệm Quan Âm hết. Như vậy là Đức Quan Âm cho mình cái không sợ hãi. Như vậy thì cái bi đức là gì? Là cái cách sống hiền lành của mình. Hồi nãy nó tịnh đức là mình có thanh tịnh cái đời sống thân của mình, cho nên thể hiện qua cái nét đẹp, cái phong cách, cái gương mặt. Còn tịnh, còn bi đức nó thể hiện qua lời nói và cách sống. Có nhiều khi một lời mình nói ra, tự nhiên người ta cảm nhận được cái tình thương. Có một lời mình nói ra, người ta cảm nhận cái sự chán ghét của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, có nhiều người người ta khổ chỉ vì một lời nói của mình thôi. Có nhiều người ta giận mình cũng chỉ vì một lời nói của mình. Tại chúng ta thiếu cái bi đức. Vì vậy mà trong cái giáo lý tu tập á, bốn cái pháp mà thu nhiếp chúng sanh dễ dàng, trong đó có ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là lời nói dễ nghe. Ngôn từ của mình nói cho người ta nghe mà người ta cảm thấy sự nhẹ nhàng, sự bình an. Đó là ái ngữ. Cho nên mình, một trong những cách mình nhiếp hóa mọi người là ái ngữ. Có những lời nói làm người khác khổ đau, có những lời nói làm người khác hạnh phúc. Tại sao chúng ta không nói những lời ái ngữ? Mà quý vị để ý coi, có phải phần lớn mình giận nhau là do, một phần lớn là do ngôn từ mỗi ngày không? Ngoài cái hành xử ra, ngoài cái hành xử ra rồi còn gì? Ngôn từ. Vậy cái mỗi lần ta giận, trời ơi, tối ngày cứ giận ba cái chuyện lặt vặt. Nhưng mà ngay từ nó nhỏ nhặt, mình không nhặt nó cho rồi đi. Cho nên hôm qua có làm một cái bài hát xin sám hối, sửa lời cái bài Hái Hoa của nhạc sĩ Phạm Duy.
Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ứ ư là hoa tàn. Thí dụ vậy thì mình sửa lại: hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn. Ngôn ngữ, lời ái ngữ, Đức Phật có cái ái ngữ, Đức Phật ngôn từ, Đức Phật có tám thứ: chân thật ngữ, bất xiểm bất cuốn, tức là không có xiểm nịnh, không có cuốn dối, và ngôn từ chân thật, gọi là chân thật ngữ. Cho nên đó là cái bi đức mà chúng ta cần có: tịnh đức, bi đức. Và cái thứ ba là gì? Trí đức. Trí đức là sự hiểu biết. Cho nên trên này ghi câu: duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ là gì? Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người, của con người, của đời sống. Người không có trí tuệ thì sống ù ờ, không hiểu biết. Mà không hiểu biết thì làm sao mình có thể mang được an lạc, hạnh phúc cho chính mình? Chính mình cũng bị lầm đường lạc bước. Cho nên người tu và người sống trên đời phải có hiểu biết. Mà muốn hiểu biết thì phải làm gì? Phải chịu khó lắng nghe. Lắng nghe cho kỹ để hiểu cho tường tận. Rồi nghe xong rồi làm gì? Phải tư duy. Cho nên trong khi quá trình nghe phải có văn tuệ, trong khi nghe phải cũng phải có trí tuệ. Nghe sao? Câu nào phù hợp tiếp nhận, cái nào không phù hợp không cần lo. Hoặc là để đừng buồn giận vị đó, chúng ta nên tập nhận cái lời nói, nhận cái ý tứ mà đừng có chấp cái lời nói. Có nhiều khi người ta không có cố tình, cái ý người ta rất tốt, nhưng mà cái lời nói người ta nó không có được dễ thương. Thì trường hợp đó mình làm gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là theo cái nghĩa lý người ta muốn nói, còn lời nói người ta, từ ngữ người ta dùng, đôi khi nó thiếu chánh niệm, nó làm cho mình nó hơi thô một chút vậy thôi. Thôi mình lấy cái ý đi, đừng có chấp cái lời, cái câu nói của người ta. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Mà nếu mình y được cái đó, hết giận hết buồn, đó gọi là văn tuệ. Rồi bên cạnh đó mình tư tuệ, nghĩa là mình suy nghĩ cho kỹ những gì chúng ta nghe. Những gì quý vị nghe trong một bài giảng, quý vị cũng nên quán chiếu có phù hợp với mình không. Pháp Hòa ví dụ như mình nghe cái vị thầy đó khuyên mỗi ngày quý vị ráng lại 100 lại sám hối, thì thầy nói chung chung vậy thôi, chứ mình về mình tự quán chiếu có sức khỏe mình lại nói không. Trời ơi, 90 tuổi rồi nghe lời thầy lại 100 lại xong nằm ra đó mời thầy tới tiếp dẫn. Mình phải biết chứ, sức khỏe mình thôi, tôi đủ sức lại 10 lại thôi, rồi ngày mai tôi lại 10 lại nữa. Người ta có sức thì người ta lại 1.100, tôi không đủ sức, tôi lại 10 ngày mới được 100. Cũng là tu, nhưng mà tu theo sức. Cái đó gọi là văn tuệ và tư tuệ. Và khi chúng ta đi vào cái con đường hành trì, chúng ta biết cách sắp xếp, biết cách làm. Cho nên có những cái việc chúng ta làm nó rất nhỏ mà không biết cách nó hư. Cho nên làm phải biết cách. Không biết cách làm là nó hư sự. Mà chính vì vậy cho nên đó, mình mới lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Rồi cái câu người ta nói là: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Chính là cái chỗ bi đức và trí đức. Người mà có được cái bi đức, cái trí đức là tình thương và hiểu biết, nó chan hòa với nhau, tự nhiên người đó là một vị Phật, một vị Thánh, một vị mà hiện thiện tri thức trong cuộc sống này. Cho nên mình là thiện tri thức của nhau, và mình phải biết cách làm sao để làm thiện tri thức của nhau qua ba cái đức mà chúng ta có được. Đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Đức Phật có ba đức đó. Và mùa Phật đản này, chúng ta hãy phát nguyện
con nguyện mỗi ngày tái tạo ba cái đức này trong con. Có, nhưng mà tại con chưa biết làm cho nó sáng lên, cho nên ngày mai mình làm lễ tấm Phật. Tấm Phật để làm gì? Để cho ba cái đức đó hiển lộ: tịnh đức, bi đức và trí đức, nó hiển lộ. Cho nên đặt đức Phật trong cái thao nước. Đức Phật là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, còn nước mà chúng ta tắm là tượng trưng cho thanh tịnh. Hoa mà chúng ta sử dụng để mà dân Phật hay là để trong thao nước là tượng trưng cho giới. Cho nên người có giới có định làm cho tuệ nó sáng ngời. Cho nên giới định tuệ nằm ngay ở trong cái thao nước tắm Phật ngày mai đây. Giới là hoa, định là nước, Phật là tuệ. Vẫn chúng ta vẫn có cái tuệ đó, nhưng mà tại vì mình để quên. Cũng giống như nhà mình có cái máy sử dụng mình để cao quá, lâu ngày không sử dụng thì bụi nó bám. Bây giờ muốn sử dụng thì phải leo lên, đem nó xuống, tắm rửa, chùi rửa, máy xài được liền. Chúng ta cũng thế. Cho nên mình sẵn có hết á. Cái gì mình cũng sẵn, nó chỉ có điều là mình không biết mình có thôi. Vì vậy cho nên mình tu tập để làm gì? Để trở về, để khơi lại. Khơi lại cái đó trong mình. Khơi lại, cho nên mình quy y Phật. Quy y Phật nghĩa là mình trở về, mình nương tựa một đức Phật. Nhưng mà đó là bước đầu thôi. Cái quan trọng chúng ta cần làm mỗi ngày là tự quy y Phật. Có phải mình tụng kinh mỗi ngày đọc đó không? Còn đời người Phật tử quy y Phật một lần: con xin quy y Phật. Nhưng mà tự quy y Phật là việc làm mỗi ngày. Trở về nương tựa đức Phật trong mình. Quy y Pháp, nương vào cuốn kinh, cuốn sách. Nhưng mà phải tự quy y Pháp mỗi ngày. Quy y Tăng là đoàn thể của các bậc tu hành, nhưng phải tự trở về nương tựa cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba đức của Đức Phật. Đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Mà bi đức từ đâu, tịnh đức từ đâu có? Từ sự giữ giới thanh tịnh của chúng ta. Từ cái tác phong, từ cái cách sống của mình, đó là hiển lộ lên cái tịnh đức. Thí dụ mình có ghét ai, không thích ai, nhưng đừng có lợi dụng cái chỗ không thích đó rồi mình làm những cái điều không đúng ở nơi họ. Phải qua ví dụ cái chuyện nhỏ thôi. Thí dụ mình thấy cái áo người đó rớt, nhưng mà tại vì mình biết của họ, cho mình đi ngang mình dẫm đạp lên, thậm chí giả bộ hốt mình rác luôn, thì cái này không có tịnh đức. Cái người tịnh đức là mình sống thể hiện cái cách sống thanh tịnh của mình. Chuyện gì ra việc đó. Rồi nhiều khi mình đi làm chung với nhau, nhưng vì không thích người đó, mình có thể dựng một câu chuyện hãm hại người đó, để cho người đó mất chức, mất việc, hay là bị thế này thế kia trong hãng làm, cũng không nên. Vì đó là cái chúng ta cần tu tập để có được cái tịnh đức. Còn bi đức là gì? Bi đức là chúng ta thể hiện tình thương qua ngôn ngữ. Cho nên cái người mà nội tâm có lòng từ thể hiện lên gương mặt, thể hiện lên nụ cười, thể hiện lên ánh mắt. Tại vì cái tâm người ta làm sao ta hiện lên như vậy. Cho nên quý vị thấy cái người mà người ta có tu tập, cái lòng người ta an tịnh, mình nhìn tự nhiên mình cảm thấy có một sự bình an. Và mình nhìn mình không có sợ. Có những người mình nhìn mình sợ là tại vì sao? Nhìn thấy có cái nét nó hơi dữ dữ. Còn người mà người ta có cái lòng từ, người ta tu tập, mình nhìn mình thấy. Cho nên cái người mà người ta hay nói tướng tùng tâm sanh. Vậy thì đời sống con người chúng ta dựa vào cái tướng. Nhưng mà tướng từ đâu mà ra? Từ cái tâm. Cho nên nhiều người nói không, tôi không có tu hình tướng, tôi tu tâm. Anh đừng có lo, anh tu tâm tự nhiên nó hiện tướng. Cho nên nói tới nó luôn rồi cũng phải chấp nhận tướng tánh nó viên dung. Mặc dù á, mình nói tôi không có cần hình tướng, nhưng mà có ai chụp hình xấu mà để không? Chụp hình xấu là delete ngay. Vừa chụp hình ra cái mở bung ra, trời ơi mắt tôi méo, chụp lại. Như vậy chúng ta vẫn thích cái tướng mà, chúng ta vẫn chuộng cái tướng đẹp mà. Thì tại sao chúng ta, cái tướng đó chúng ta chỉ cần chỉnh cách đứng lại chụp hình đẹp liền, chỉnh cách nhìn lại chụp hình đẹp liền, thì chúng ta chỉnh cách sống chúng ta đẹp liền.
Vậy thì tu quy y không phải để trở thành một tín đồ, mà quy y để biết cách chỉnh sửa bản thân. Mà người bản thân mình có chỉnh sửa, mình là một người sống đẹp. Mà người sống đẹp gọi là Phật tử. Phật tử, tại vì cái chất Phật trong mình bây giờ nó phát sinh. Còn không có thì chúng ta tục tử, phàm phu, người thường, ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Còn Phật tử thì không. Ví dụ như người ta đánh mình đánh lại, thì người ta lỗ đầu mình cũng trầy tráng. Còn mình không, vì nó chưa lợi ích cho người ta bây giờ, chúng ta cũng không nói. Cho nên chúng ta biết hết, nhưng không nói những gì mình biết. Biết hết. Tại vì có những lúc người ta chỉ biết tới đó thôi. Từ từ nói tiếp. Cũng giống như con nít vậy đó. Mình nói nó một chút thôi, rồi mai mốt nó đủ khôn lớn, mình nói đoạn hai, để cho nó trọn vẹn cái tâm tư của mình. Cho nên cái tuệ, cái trí tuệ rất quan trọng. Mà trí tuệ đó từ đâu mà nó có thể đi được? Đi với cái bi. Bi là thương, trí là hiểu. Mà có hiểu biết, có thương yêu, thì hai cái này nó phối hợp lại, nó thể, nó hiển lên ở cái tịnh đức của mình. Tịnh là tại vì mình có được từ bi trí tuệ. Mong đại chúng phát triển ba cái đức này để làm lễ phẩm dâng lên Đức Phật trong mùa Phật đản hôm năm nay. Trong này có một câu hỏi: con bị trầm cảm và từng có ý định tự tử, cũng như đã từng tự tử. Vì hiện nay trầm cảm là một căn bệnh phổ biến và giết chết rất nhiều người, cũng như có những người không trầm cảm cũng tự tử khi gặp một sự cố hoặc nỗi tuyệt vọng quá lớn. Tỷ lệ tự tử ở giới trẻ cũng đang tăng vọt. Con muốn thầy giảng về vấn đề tự tử. Cuộc sống này á, cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an. Mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn. Mình đi vô ngay trong nhà hàng, mình kêu một tô mì nước, thì cái người nấu hơi mặn. Mình nói mặn quá, không ăn. Mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không trả tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mình lỡ nó quá lạ, nóng quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu. Làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó, người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, tôi vậy đó, thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi. Tức cười, có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất.
nó lạ vậy đó. Còn cái ngã người ta không để gì hết, là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này, mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài, là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ con chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ một chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người một chút mà không ai sửa hết, thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác, chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhưng không làm. Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào một bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Đó, Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân, trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Vì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng này nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái COVID-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh, nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bảng bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước uống trà nói chuyện đồ thấy toàn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy, nó bay nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống, nó lủi vô một cái một thôi, nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi chết liền. Có bao giờ mình sến xác mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ một chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái là ra một cái chơi vơi. Chứ cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái chết ngặt.
Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng. Chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ ăn cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người, xin lỗi, mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá, tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng, thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng. Thành ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha, tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong chứng đạo ca, tổ Huyền Giác nói: sai chi hào ly thất thiên lý, sai chi hào ly thất thiên lý. Chỉ cần sai một ly thôi, mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mũi, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đơn, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó, cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác. Ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày, cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta, thì Đức Phật nói về 6 căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn, ăn chuyện ăn cả ngày. Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ: thầy ơi, giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó? Mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi chọc hồi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô: ô, 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói: ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói: dạ 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con.
Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ông nói tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Con lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này nó, mình đi rất là xa, tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó. Tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi ở chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây ngồi ở chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành tỏi đường muối vậy đó, chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên ở trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, ảnh hưởng luôn cả kinh tế, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật. Chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh chánh độ chánh
Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường, gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề thì Đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Mãi đến khi Ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với Ngài thuở trước đó, để rồi nói Pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình, đạo Phật có ba ngôi báo, Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là thầy, nói Pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo. Và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật có những vị bậc nhất. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết Ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ Lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì Ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, Ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói: trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói: thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói: nhưng mà Ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy thầy. Ồ, thì thế thì Ngài A Sa Chí, Ngài mới đọc lên bài kệ mà Ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh,
các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ các vị có mặt là duyên phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách, thì vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thao nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi cũng gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu? Tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lui sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ông bực. Ông bực. Vậy cho nên cái câu kệ này, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến chánh tư duy, quý vị nhớ bát chánh đạo nha, chánh kiến chánh tư duy, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh tinh tấn chánh niệm chánh mạng. Có thể nói
Có thể nói giáo lý của đạo Phật nó không ngoài Bát Chánh Đạo. Nghe nói Bát Chánh Đạo là gì? Là 8 con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới Niết Bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau thì nó cũng sập như thường chứ, chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, trấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó, thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường Bát Chánh Đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày, hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi. Nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên Bát Chánh Đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói vậy bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đã nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu, hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu? Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào
Đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường, có người tới hộ niệm tụng kinh. Không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được. Làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện đó. Ở đó thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái đứa, cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó ta trả lại. Đó, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, gì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa. Hồi còn đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Đó phải là ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao nó đi về đó. Cho nên cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó. Mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit flies ở đâu quá trời quá đất luôn, mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình nó hôi lên, tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật, có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hổn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật thì biết nó là không chân thật, đừng có làm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình.
Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy. Có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền. Thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm, ông ngồi kế bên, ông lấy cái đồ ông mài. Nó kêu sột sạc, rột rạc, khó chịu quá. Ông thầy, ông ngồi thiền, ông bực quá, ông mới say qua, ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm ngói, tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được. Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi muốn đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ
tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.